Mình tiếp tục dẫn các bạn đi tham quan chùa Tây Tạng. Quá trời mất vô rồi. Đến những chùa quá đông nha mọi người, đây là cá chuẩn bị phóng sanh. Đi xe cầu to luôn. Chơi không? Chơi không? Cá thép quá trời, cái cá loại quá trời, cá bự. Nên người ta làm mấy cái chỗ cho mình
giờ ngồi nghỉ mát, được mưa đục mưa luôn. Rất là đẹp các bạn. Đây là cố chủ trì chùa Tam Tây Tạng. Lên lầu nha các bạn. Đây, cái này là biểu tượng của những ngôi chùa ở Tây Tạng là gì? Mình không biết cái này có ý nghĩa gì. Các bạn có biết thì cứ comment bình luận bên dưới cho mình nha. Làm giống giả cổ rất là đẹp. Đi ngoài đó nóng giò quá. Này cái chuồng rất là to. Đây là bảo tháp cao nhất của ngôi chùa. Đứng để cho mát nó quay cho các bạn xem. Đây là phía dưới đó, nãy là mình đi dưới đó các bạn, giờ mình đi lên lầu. Mình nói là cũng cái nơi nghỉ của các nhà sư. Hôm nay trời nắng nên hơi chói, các bạn thông cảm. Giờ mình sẽ đi xuống nha các bạn, nắng quá nên mình đi nhanh.